Thưa các bạn, hôm nay mình có mặt ở thốt nốt Cần Thơ. Thì ông anh này ảnh mua cái lo ở siêu thị, thì về hát nghe không có phê. Thì tình cờ ảnh xem cái kênh YouTube của mình á, thấy mình độ chế lo lắp ráp có xưởng sản xuất đồ, ảnh cũng tự tin ảnh gọi mình đến để bán cho ảnh cái lo kéo. Đây là lo kéo mình sử dụng âm thanh chuyên nghiệp ha. Mình sử dụng men ngang bạn, men vang số, micro xịn. Và sử dụng vang số thì mình phải chỉnh qua phần mềm laptop để cho âm thanh nó hay. Thì nãy giờ qua hát thì chủ nhà đã nhìn nhận được cái âm thanh chuyên nghiệp và cái âm thanh thường rồi. Thì chủ nhà nghe là ok rồi, xong rồi bắt đầu mời cà phê mình uống đây. Âm thanh này hát thì các bạn sẽ khác hẳn với những cái loại lo kéo thông thường nha các bạn. Âm thanh nó rất hay, khi mà mình hát cái lo kéo này xong rồi á, thì các dòng lo kéo khác là các bạn hát chán lắm. Các bạn muốn nhu cầu về tư vấn về các dòng lo kéo á, thì gọi cho mình qua số điện thoại 0948 858685. Mình sẽ tư vấn cho các bạn về các dòng lo kéo. Mình sẽ hỗ trợ cho các bạn thu bỏ đổ cũ những cái dòng lo các bạn mua ở siêu thị mà về hát không phê không hay á, mình sẽ hỗ trợ thu lại cho các bạn. Rồi, các bạn thấy video của mình hay, cảm ơn các bạn đã theo dõi video vừa qua. Xưởng lo Thanh Cao kính chào các bạn. Hôm nay mình có chuyến đi giao lo ở thốt nốt Cần Thơ, thì mình đang chạy qua cầu Cao Lãnh rồi mình sẽ tới cầu Dòng Cống rồi mình quẹo về thốt nốt nha các bạn. Thì được ông khách này gọi cho mình tư vấn về các mẫu lo kéo. Anh ta nói là có một cái loại mua lo kéo ở mua ở siêu thị rồi, về hát nghe nó không phê, mà nghe mấy cái lo của mình bán là nghe hay quá. Thì anh nói thôi xuống đây bán cho anh cái lo đi, rồi còn cái lo kia nhiêu mà mua được mua, thì dẫn cho anh có cơ hội để anh đổi lấy những cái sản phẩm hay tốt để xài. Thì mình cũng làm thử một chuyến, mình đem cái lo mới xuống bán cho anh, thì coi cái lo cũ của anh mua hiệu nào á, mình sẽ thể mình thu lại cho anh đỡ được tốn chi phí phần nào nha các bạn. Đây là giao cái lo 5 tấc cho đại ca ở Ô Môn nha các bạn.
anh ở Cần Thơ nha các bạn, có mua cái lò của siêu thị hát không đã nên mới nhờ mình bán cho anh cái lò đây, cái lò trong siêu thị đây đó. Đó, nó nhìn bề ngoài nó bự hơn á nhưng mà chất lượng thì không bằng, do nó đóng cái thùng á anh, nó đóng cái thùng bự lên nặng cho mình thấy nó có giá trị. Cái lò của mình là tới 5 tấc, mình xài men, xài văn số, xài micro xịn, còn cái này nó xài âm ly đó. Thì ảnh nghe nó không có đã nên gọi cho mình để mình tư vấn cho mình lấy cái lo âm thanh chuyên nghiệp này nha các bạn. Đó, này là âm thanh chuyên nghiệp, nãy mình có thử cho các bạn nghe đó nè. Mình đem laptop theo rồi mình chỉnh cái phần mềm của ban số nha các bạn. Đêm 1, 2, đây là 5, 6 lần. Quên. Oh,
không? Vâng, cảm ơn anh. Đêm 1, 2, 5, có. Khi mà anh hát cái lo này xong rồi, mấy cái lo mà xài eco á là anh hát không được. Cái này nó vang nó hay mà anh cứ đưa cái micro mà cái lo kéo mà không có bằng số là anh hát không được. Âm thanh nó khác liền. Cái này là chuyên nghiệp. Ừ, như ca sĩ hát vậy đó, nó vang vang như ca sĩ hát vậy đó. Nãy ông bớt chỉnh lại, chỉnh ít. Cái lúc nó quạng là bớt bát lại vậy. Thưa các bạn, hôm nay mình có mặt ở Thốt Nốt Cần Thơ. Thì ông anh này ảnh mua cái lo ở siêu thị thì về hát nghe không có phê. Thì tình cờ ảnh xem cái kênh YouTube của mình á, thấy mình độ chế lo lắp ráp có xưởng sản xuất đồ, ảnh cũng tự tin ảnh gọi mình đến để bán cho ảnh cái lo kéo. Đây là lo kéo mình sử dụng âm thanh chuyên nghiệp ha. Mình sử dụng men ngang bạn, men vang số, micro xịn. Và sử dụng vang số thì mình phải chỉnh qua phần mềm laptop để cho âm thanh nó hay. Thì nãy giờ qua hát thì chủ nhà đã nhìn nhận được cái âm thanh chuyên nghiệp và cái âm thanh thường rồi. Thì chủ nhà nghe là ok rồi, xong rồi bắt đầu mời cà phê mình uống đây. Âm thanh này hát thì các bạn sẽ khác hẳn với những cái loại lo kéo thông thường nha các bạn. Âm thanh nó rất hay khi mà mình hát cái lo kéo này xong rồi á. Thì các dòng lo kéo khác là các bạn hát chán lắm. Các bạn muốn nhu cầu về tư vấn về các dòng lo kéo á, thì gọi cho mình qua số điện thoại 0948 858685. Mình sẽ tư vấn cho các bạn về các dòng lo kéo. Mình sẽ hỗ trợ cho các bạn thu bỏ đổ cũ những cái dòng lo các bạn mua ở siêu thị mà về hát không phê không hay á. Mình sẽ hỗ trợ thu lại cho các bạn. Rồi các bạn thấy video của mình hay, cảm ơn các bạn đã theo dõi video vừa qua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bài một ca.